chưa, tất cả các bạn. Đây là Myeongdong, khu mua sắm lớn nhất của Seoul. Và chúng ta sẽ cùng tham quan khu mua sắm này nhá.
miến này với cả bánh mì, miến xào và mì xào, các bạn có thể lựa chọn tùy các bạn, tùy khẩu vị của các bạn, và kèm theo đó là thịt bò hoặc là thịt lợn. Họ đã đun sẵn và sau khi xào mì xong thì họ sẽ cho thịt bò và thịt lợn ở trên. Với một cái đĩa này là 5.000 won, là 100.000 tiền Việt Nam, thì các bạn ăn no, như mình là no đấy, ngon, rất là dễ ăn. Người Việt Nam ấy, anh rất là giỏi, xào miếng giỏi, biết 5 loại thứ tiếng. Ở đây buổi tối là mở từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Ngày thường là từ 3:46 đến hết 10. Hết 10 có khi quán có quán làm đến 11 giờ, có quán làm đến 12 giờ. Quán làm đến 1 giờ. Là quán nào muốn làm thì bao nhiêu thì làm. Chúng ta không quyết định thời gian. Một quán thì không được, một quán công an nó xem. Ừ. Luật hết. Nhưng mà thực ra qua 12 giờ cũng làm gì còn ai nữa, đúng không? À đúng rồi, có chỗ thì vẫn còn, chẳng hạn như đầu đường kia thì vẫn còn. Đầu đường bán đến 1 giờ được. À dạ. Nhưng ở đây thì không có ai. Mà các cái cửa hàng này đóng cửa hết rồi mà đúng không? À đúng rồi. Mấy cửa hàng này 11 giờ, 11 giờ đóng cửa hết. Thì mà làm thầy nhiều rồi có học được không? Mình dạ này nhiều. Các bạn là bây giờ lên nhà với người ta là bạn mà đóng ghé. À bây giờ bắt đầu vui ghé rồi. Anh học ở trường nào? Suwon á? Xa nhở? Xa đây nhở? Xe máy đi học. Xe máy đi học á? Nhưng mà mùa đầu tới tuyết thì làm sao đi được nhở? Tuyết nghỉ. Tuyết nghỉ học á? Nghỉ. À nghỉ đông, nghỉ đông, đúng đang băng hắc đúng không? Anh có hay về Việt Nam không? Sang chưa về bao giờ. Chưa về bao giờ, 2 năm rưỡi chưa về bao giờ. Kiếm tiền mãi quá chưa về đúng không? Không em có không tiền đi. Không có tiền. Em sang đây được 2 tuần rồi. 2 tuần là mới sang 2 tuần à? Nhưng mà có anh ở đây thì đơn đỡ hơn nhiều đúng không? Ngon quá, thế em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn bạn nhá. Em ở đây à hay là như thế nào? À vâng. Đây anh. Các bạn người Việt Nam sang đây đi học, sau đó các bạn phải đi làm thêm rất là vất vả. Như anh vừa nãy đấy, anh đi sang đây được 2 năm rưỡi, 15 ngày làm ở đây và 15 ngày làm ở chỗ khác bán ga ấy, cho là rất là vất vả. Các bạn sang đây mà theo kiểu học tiếng thì rất là vất vả, vì các bạn đều phải tự lo chi phí ăn uống, chi phí đóng tiền học, cho nên là rất là vất vả luôn ạ. Mình nghĩ rằng mình không biết rằng là khi các bạn ở Việt Nam sang đây thì các bạn có biết điều này không? Có đâu. Anh nhang xe.